Đặng Gia Giai vai An Nhữ, sinh ngày 17 tháng 5 năm 1983, cao 1m67 tại Tứ Xuyên. Cô tốt nghiệp khoa biểu diễn tại Đại học Truyền thông Trung Quốc. Là nghệ sĩ trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Bắc Kinh Đông Phương Họa. Năm thứ hai trung học, cô tham gia câu chuyện kỳ nghỉ của đài truyền hình Chiết Giang và giành được giải nhất cuộc thi dành cho thanh thiếu niên. Năm 2013, cô giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của phim Bách Khoa Đại chúng lần thứ 32. Ngày 19 tháng 11 năm 2014, cô tổ chức đám cưới tại Úc với người bạn trai ngoài luồng đã yêu nhau 10 năm. Năm 2015, cô giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc của phim Kim Kê Trung Quốc lần thứ 30. Ngày 18 tháng 1 năm 2019, cô và chồng mình đã chia tay trong hòa bình và kết thúc cuộc hôn nhân. Tháng 1 năm 2020, cô giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc của liên hoan phim Thượng Hải lần thứ 26. Cô luôn có mong muốn được khán giả yêu thích, lần nào cũng khám phá những vai diễn khác nhau và khiến khán giả bất ngờ. Tính cách trầm lặng của cô dường như không hòa hợp với ngành giải trí. Phim sắp chiếu của cô là Thượng Hữu Não Hạ Hữu Tiểu, Hắc Thổ Vô Ngôn, Ái Tình Giả Ba Mưu, Thất Thập Nhị Gia Phòng Khách 2022, Ngoạn Gia, Tỷ Tỷ Phản Kích. Phim mà cô đã tham gia: Thanh Xuân Vội Vã, Thép Thông Thiên, Hồi Nang Đình, Săn Cáo, Đại Minh Phong Hoa. Quan Hồng vai Thiệu Mặc Ni, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1995, cao 1m84. Anh là diễn viên, ca sĩ, người Đài Loan, là nghệ sĩ trực thuộc công ty truyền hình điện ảnh Bắc Kinh Manh Dạ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Quan Hồng có chút bối rối khi lựa chọn chuyên ngành. Vốn dĩ anh muốn đăng ký vào một số chuyên ngành như phim truyền hình, nhưng vì không đúng chuyên ngành nên anh đã từ bỏ ý định. Vì tiếng Anh của mình tốt hơn một chút, sau đó anh đã chọn chuyên ngành tiếng Anh. Khi tốt nghiệp, ban đầu anh định đi du học hoặc trở thành vận động viên chơi visa. Nhưng vào năm 2016, những kế hoạch này đã bị phá vỡ bởi nhà sản xuất Sài Chí Bình, người mà anh bắt gặp trên phố. Sau đó, anh chính thức bước chân vào showbiz với vai diễn đầu tay trong bộ phim Giả Tưởng Thanh Xuân, Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy. Năm 2018, bộ phim Vườn Sao Băng anh đóng được phát sóng và anh cũng là người hát nhạc phim cho bộ phim này. Anh đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ với hình tượng ấm áp, vui vẻ, phong cách nghịch ngợm, phóng khoáng, với nụ cười tỏa nắng. Ngoài ra, anh còn là người không ngại thử thách. Trong cuộc sống, anh là một người vui vẻ và dũng cảm, có chỉ số IQ và EQ cao. Phim sắp chiếu của anh là Tha Đức Thành, tác giả Thế Tử Phi. Phim mà anh đã tham gia: Ngọc Chiêu Lịch, Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp, Thần Thám Đại Tài, Vườn Sao Băng, Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy. Hà Trạch Viễn vai Diệp Khải, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1995, cao 1m86 tại Hà Bắc. Anh là nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí Khúc Nhạc. Anh là người thích du lịch và chụp ảnh. Anh đã học nghệ thuật tạo hình trong 3 năm và giỏi vẽ bột màu. Trong khi ấy, anh học thiết kế thời trang và người mẫu ở trường đại học. Anh đã tham gia buổi thử giọng, nhưng anh lại yêu thích công việc diễn xuất. Vì vậy, anh quyết định chọn theo nghề diễn viên. Anh đã giành được sự yêu mến của khán giả với giọng nói truyền cảm, hình thể duyên dáng và kỹ năng diễn xuất tinh tế. Phim mà anh đã tham gia: Chúng Ta Không Biết Yêu, Tiểu Nữ Nghe Thường, Tôi Độc Thân Dựa Vào Thực Lực. Nưu Ân Giai vai Kim Nai Lai, sinh ngày 6 tháng 2 năm 1994, cao 1m69 tại Hồ Nam. Cô tốt nghiệp khoa sân khấu nhạc kịch của Học viện Hí kịch Trung ương. Cô bắt đầu tập múa ballet từ khi còn nhỏ và học chuyên nghiệp tại trường múa ballet trực thuộc nhà hát ballet Điêu Linh. Năm 2013, khi cô chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật ở Bắc Kinh, thì cô đã được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện và tham gia diễn xuất bộ phim Trở Về. Cô được nhận xét là người có khuôn mặt nhỏ nhắn, trong sáng, thuần khiết và mang vẻ đẹp nữ tính phương Đông. Phim sắp chiếu của cô là Thiên Khải Dị Văn Lục, Trích Thử Giang Hồ Mộng. Phim mà cô đã tham gia: Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, Phong Khởi Nạc Dương, Sơn Hải Tình. Nưu Ân Hữu vai Chu Uyên, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1985, cao 1m8 tại Vân Nam, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ước mơ thời thơ ấu của anh là trở thành một phi công. Anh và nữ diễn viên Đồng Giao là bạn học hồi cấp 2. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cả hai cùng nộp đơn vào Học viện Hí kịch Trung ương và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trong khi anh được nhận vào cả hai trường. Năm 2004, anh một mình đến Bắc Kinh theo học tại Học viện Điện ảnh. Khi mới vào trường đã được rất nhiều đạo diễn ưu ái, mời đóng phim điện ảnh và truyền hình, mong rằng có thể học được căn bản, kỹ năng vững vàng. Và mãi đến năm 2005, anh mới bắt đầu đóng phim. Bạn gái của anh là nữ diễn viên Trương Hy Viện, sinh năm 1992. Anh được nhận xét là có kỹ năng diễn xuất xuất sắc, rất thoải mái và tự nhiên, cùng với đôi mắt quyến rũ. Phim sắp chiếu của anh là Trích Vật Kim Sinh Luyến Thương Minh, Hảo Hán. Phim mà anh đã tham gia: Không Nói Lời Tạm Biệt, Trẻ Như Chúng Ta, Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển phần 2. Trần Diễm Thiến vai Mễ Lộ, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1994 tại Tứ Xuyên, tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải. Cô xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim truyền hình vào năm 2016, Bạn Của Tôi, Cô Trần Bạch Nộ. Khi còn học cấp 3, cô đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng
vì một bức ảnh được chụp lén khi tham gia đại hội thể thao của trường. Năm đó, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cô đã phải học hơn 10 tiếng mỗi ngày. Cuối cùng, cô được nhận vào Học viện Sân khấu Thượng Hải với vị trí đứng đầu. Cô được nhận xét là có phong cách trẻ trung, năng động, rất có tài diễn xuất, với vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất nổi bật. Phim sắp chiếu của cô là Nôi Đình Đột Kích, phim mà cô đã tham gia, Người Tình Của Anna, Muôn Mặt Cuộc Sống, Thục Nữ Phiêu Quyền. Y Sen vai Phương Lệ, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1986, cao 1m7 tại Sơn Đông. Cô tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương với bằng đại học. Thời còn đi học, cô đã tham gia nhiều vở kịch. Cô được nhận xét là người vừa có khí chất vừa có tài diễn xuất, đang dần trở nên nổi tiếng trong làng điện ảnh bằng nghị lực phi thường của mình. Phim sắp chiếu của cô là Chiến Cảnh, phim mà cô đã tham gia, Hải Thượng Phồn Hoa, Bà Mai Nắm Lời, Thế Đao Biên Duyên. Lý Hân Lượng vai Giang Hạo Nhiên, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1988, cao 1m81 tại Thiểm Tây. Anh tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Sân khấu Thượng Hải. Anh là MC, diễn viên trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần truyền thông Bắc Kinh Quang Tuyến. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014. Anh được nhận xét là có vẻ ngoài trẻ trung, thời thượng, nụ cười tỏa nắng và giọng nói nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Anh được mệnh danh là thế hệ Mỹ Nam thời trang mới của Trung Quốc. Phim mà anh đã tham gia: Số Đầu Hoa Của Thư Khắc, Kịch Bản Tình Yêu Của Đôi Ta, Thần Thám Xinh Đẹp. Trần Nạc vai Hứa Tính Nhã, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1999, cao 1m68. Cô tốt nghiệp khoa biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Đương đại Bắc Kinh. Phim sắp chiếu của cô là Tẩy Oan Nục Chi Tây Hạ Thiết Quan, phim mà cô đã tham gia, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp. Phiền Dịch Ninh vai Lý Châu, sinh ngày 2 tháng 12 năm 1994, cao 1m83, anh tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải. Tháng 12 năm 2015, anh nhận được sự chú ý khi đóng vai kinh điển Vạn Ni Á trong bộ phim truyền hình tốt nghiệp Vạn Ni Á Cứu Cữu của khoa diễn xuất và thiết kế sân khấu. Anh được nhận xét là người có màn thể hiện xuất sắc trong các tác phẩm truyền hình và có nền tảng diễn xuất vững chắc. Kỹ năng diễn xuất không chỉ được đón nhận mà ngoại hình điển trai và tỏa nắng của anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Phim sắp chiếu của anh là Quyến Luyến Hồng Trần, Thu Quan Khóa Viện Chi Địch Nhân Kiện Phù Thế Chuyện Kỳ, phim mà anh đã tham gia, Thả Thí Thiên Hạ, Sư Huynh Xin Hãy Làm Theo Kịch Bản, Liệt Hỏa Như Ca. Cao Chí Hằng vai Tô Đại Dũng, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1992. Tính tới điểm hiện tại, anh đã tham gia hai bộ phim là Oan Gia Đổi Mệnh và Gửi Người Dũng Cảm. Lý Mộng Dĩnh vai Năm Phi Nhi, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1991, cao 1m67, tại khu Từ Trị Hồi Giáo Ninh Hạ, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Ứng dụng Thượng Hải. Cô là diễn viên, ca sĩ, người mẫu, MC, trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa điện ảnh Thượng Hải Kịch Hợp. Cô được nhận xét là người có nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp, vừa có phong thái tiểu thư với mái tóc dài bồng bềnh, vẻ đẹp trong sáng, vừa là một cô gái nghịch ngợm, dễ thương và ngoan ngoãn. Phim sắp chiếu của cô là Trạch Quân Ký, Ngư Sinh Chi Hữu Nhĩ, Nam Yên Trai Bút Nục, Tay Tay Phất Tư Đích Niêu Ní, phim mà cô đã tham gia, Chúc Mã Là Thiên Tài Cầm Dương, Bạn Thân Mến, U Nan Hồ Chi Ngự Trù Giá Đáo. Hoàng Tiểu Qua vai Tưởng Vận, sinh ngày 2 tháng 12 năm 1986, cao 1m7, tại Trùng Khánh. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, là nghệ sĩ trực thuộc công ty truyền hình điện ảnh Hoàn Mỹ Thế Giới. Năm 1997 đến năm 2001, cô học tại trường nghệ thuật ca múa và ca múa Trung Quốc. Năm 2002 đến 2003, cô là vũ công chuyên nghiệp của đoàn ca múa Phương Đông Bắc Kinh. Năm 2004 đến 2008, cô học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trong đó, năm 2007, cô đã bắt đầu tham gia vào showbiz. Cô được nhận xét là người có tính hài hước và vui vẻ. Phim mà cô đã tham gia, Xưa Kia Còn Ngói Nuni, Ngọc Chiêu Lệnh, Lý Tưởng Chiếu Rọi. Nữ thừa giác vai Trương Tiểu Thụ, sinh ngày 6 tháng 12 năm 1993 tại Cát Lâm. Anh tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2015, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với màn ra mắt trong bộ phim hài dành cho giới trẻ Gone For Nothing. Anh được nhận xét là người luôn hoàn thành tốt mọi vai diễn, từng bước hoàn thiện kỹ năng của mình và mang đến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời. Phim sắp chiếu của anh là Thập Niên Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn, phim mà anh đã tham gia, Thiên Cổ Quyết Trần, Thanh Xuân Tu Tảo Vi, Lưu Ni Mỹ Nhân Xét. Đan Vũ Hào vai Nhất Nhất, sinh ngày 9 tháng 1 năm 2015 tại Cát Lâm. Năm 2018, bé tham gia chương trình thực tế tương tác dành cho phụ huynh và trẻ em Phóng Khai Ngã Bắc Tỷ Đệ mùa 3. Ngày 27 tháng 6, bé tham gia chương trình trò chuyện dành cho người sành ăn Làm Phiền Nhé Tủ Lạnh. Ngày 4 tháng 8, bé tham gia chương trình thực tế Tiểu Tử Nhà Ta Kia. Phim sắp chiếu là Dục Vọng Chi Thành, phim mà bé đã tham gia, Tình Yêu Rất Đẹp, Tiểu Xá Đắc. Dương Năng Đạt vai Tiểu Đình, sinh ngày 4 tháng 1 năm 1996, cao 1m8, anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Anh là người Nội Mông, có tài năng nhảy hát, thổi saxophone giỏi.
Thích đua xe, điền kinh, bắn súng, tác phẩm tiêu biểu của anh là Bi thương ngược dòng sông và Ninh Hải cố sự. Phim mà anh đã tham gia, Hạ chí chưa tới, Kim ngoại giao, Dòng thời gian tốt đẹp. Triệu Khoa vai Phó Tổng giám, sinh ngày 6 tháng 2 năm 1982, cao 1m82 tại Cát Lâm. Anh tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh là nhà sản xuất phim truyền hình và điện ảnh độc lập, đồng thời là một diễn viên. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục là một giáo viên chuyên nghiệp về biểu diễn và sau đó làm giám đốc khoa giảng dạy giáo dục nghề nghiệp của Trường Giáo dục Thường xuyên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Phim sắp chiếu của anh là Nhất niệm vô gian, phim mà anh đã tham gia, Đại tần đế quốc, Tình đầu ngây ngô, Thần Dương. Nưu Chân Hữu vai Lâm Triển Hồng, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1974, cao 1m76 tại Sơn Đông. Ông có năng khiếu nghệ thuật nổi bật từ khi còn nhỏ, thường biểu diễn trên sân khấu ở trường trung học. Phim mà ông đã tham gia, Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ, Tam Quốc diễn nghĩa, Hồng Tử Tiếu gia nhân. Văn Sinh vai Hà Sóc, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1994, cao 1m82 tại Trùng Khánh. Anh tốt nghiệp khoa biểu diễn của Đại học Phúc Đán. Trước khi chính thức trở thành diễn viên, anh đã tham gia rất nhiều vở kịch và nhạc kịch. Phim sắp chiếu của anh là Nhĩ Thị Ngã Đích Mỹ Vị, Nhĩ Hảo Cơ Trường Tiên Sinh, Ngẫu Nhiên Phát Hiện Đích Hạ Thiên. Phim mà anh đã tham gia, Bầy Chim Nạc, Song Yếu Ký, Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi phần 3. Trần Tư Triệt vai Chu Mẫn, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1995. Cô được yêu mến qua tác phẩm Luận Pháp Thiên Thư và Cẩm Nam Thanh Xuân Lập Nghiệp. Phim sắp chiếu của cô là Ngã Gia Nương Tử Bất Hảo Nhạ, Tinh Nạc Ngưng Thành Đường, Thiên Hành Kiện. Phim mà cô đã tham gia, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Ngoãn Dương Chi Hạ, Tam Sinh Tam Thế Trẩm Thượng Thư. Bùi Gia Hân vai An Dữ lúc nhỏ, bé nổi tiếng qua những bức ảnh được bố mẹ chia sẻ, thu hút hàng chục triệu người hâm mộ và trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. Năm 2017, bé tham gia chương trình tạp kỹ Thiên Thương Hiến Thiện của Đài Hồ Nam. Ngày 25 tháng 6 năm 2018, tham gia bộ phim cổ trang Vân Tịch Truyện. Ngày 9 tháng 7 năm 2018, tham gia bộ phim truyền hình Vườn Sao Băng. Ngày 19 tháng 10 năm 2018, bé tham gia chương trình tạp kỹ Ninh Ninh Đại Mạo Hiểm mùa 2. Trương Vũ Hiên vai Thiệu Mặc Ni lúc nhỏ, sinh ngày 24 tháng 1 năm 2011 tại Trùng Khánh. Năm 2014, bé tham gia bộ phim Ái Tình Ma Nạt Năng Chi Tình Địch Trung Thân và từ đó bước chân vào showbiz. Phim mà bé đã tham gia, Thả Thí Thiên Hạ, Ngự Giao Ký phần 1, Nữ Nhi Nhà Họ Kiều, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Phá Kén, Cảm Ơn Vì Đã Để Anh Gặp Em, Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Quyển, Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi, Chị Tôi Nằm Nghề Luật Sư. Đồng Hinh vai Hộ Sĩ Kiều Kiều, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1997, cao 1m6 tại Liêu Ninh. Cô là diễn viên trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình điện ảnh chế tác Bắc Kinh Manh Dạng. Ngày 9 tháng 7 năm 2018, cô tham gia bộ phim truyền hình Thần Tượng Lãng Mạn Dành Cho Giới Trẻ Vườn Sao Băng. Năm 2019, cô tham gia bộ phim truyền hình Ba Lần Gả Chiêu Gẹo Nóng Cuôn. Và năm 2021, cô tham gia bộ phim truyền hình Ngộ Nông. Phim mà cô đã tham gia, Ngọc Chiêu Lịnh, Tôi Không Phải Là Tín Đồ Shopping. Dương Thụ vai Tiêu Phong, sinh tháng 12 năm 1974. Ông là nam diễn viên tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Thượng Hải. Phim mà ông đã tham gia, Bầy Chim Nạc, Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta, Hiện Trường Hung Án. Lý Ninh vai An Văn Bân, sinh tháng 7 năm 1938 tại Vũ Hán, là thành viên Viện Nghiên cứu Văn hóa Đỏ Hồ Nam và là thành viên Liên minh Truyền thông Chúng Tôi Hồ Nam. Ngày 24 tháng 12 năm 2017 tại Hà Bắc, ông đã tham gia vào chuyến du lịch từ thiện Quốc gia Giấc Mơ Trung Quốc. Tháng 5 năm 2021 tại Hồ Nam, ông tham gia biểu diễn sân khấu quần chúng quy mô lớn của thành phố, kỷ niệm 100 ngày thành lập đảng, những tấm lòng son mãi mãi theo đảng. Ngoài ra, ông còn đạt giải thưởng đóng góp đặc biệt tại Liên hoan phim quốc tế của Mỹ, phim chưa chiếu, Đại Hộ Hà 1982, Đao Quang Hổ Ảnh 1980. Trì Lập Tĩnh vai Phạm Mỹ Mỹ, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1983, cao 1m64 tại Sơn Đông, tốt nghiệp Đại học Nhạc viện Thiên Tân với bằng cử nhân biểu diễn và bằng thạc sĩ mỹ thuật tại Học viện Sân khấu Thượng Hải. Cô là diễn viên kiêm đạo diễn của công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa truyền thông Thượng Hải Thịnh Tinh. Cô yêu thích văn học và nghệ thuật từ khi còn nhỏ, giỏi đàn accordion và khiêu vũ. Cô được nhận xét là có hình tượng dịu dàng, đoan trang cùng cách diễn giải tinh tế của cô đã giành được sự công nhận của đông đảo người hâm mộ. Phim mà cô đã tham gia, Nam Nhạc Kỳ Nhân, Thâm Trạch Tuyết, Khanh Bản Gia Nhân. Thái Quốc Long vai Mã Công, nam diễn viên cao 1m8, cư trú tại Thâm Quyến. Ông là nghệ sĩ trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa điện ảnh và truyền hình Thâm Quyến Thiên Ngu Thịnh Thế. Các tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm Gia Nhân Đương Đạo, Ngư Tình Bị Liễu, Thất Nhật Sinh, vân vân. Phim mà ông đã tham gia, Quy Tắc Của Quý Cô, Kính Song Hành, Tân Bạch Xà Chuyện.
Giang Phong vai Trần Uy, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1992 tại Tô Châu. Anh là đạo diễn, biên kịch, diễn viên. Vào năm 2020, anh tham gia bộ phim Một Ngày Dài của đạo diễn Na Vũ Mặc. Vào tháng 12 cùng năm, anh tham gia bộ phim Hà Thú. Năm 2021, anh tham gia bộ phim Bì Xét Chi Hạ. Mễ Ni vai Hồ Hiểu Nôi, sinh ngày 23 tháng 10 năm 1997, sinh tại Thái Lan. Cô là nữ diễn viên tham gia phim truyền hình Ngày Mai Đừng Đến. Ngoài ra, cô còn tham gia rất nhiều show âm nhạc. Lý Tông Hàn, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1976, cao 1m78 tại Hồ Bắc, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Mẹ là Phái Thanh Y, một diễn viên của đoàn opera Bắc Kinh ở Hồ Bắc. Anh sinh hoạt và lớn lên trong đoàn kinh kịch, nơi giúp anh có cơ hội tiếp xúc với sân khấu. Năm 1982, anh tham gia vở kinh kịch Vụ Án Mỹ Nhân và đóng vai con trai của Tần Tư Tư trong vở kịch. Khi mới học lớp 6 của trường tiểu học, anh đã được nhận vào Học viện Hí kịch Trung ương với vị trí đứng đầu. Năm 1990, anh được nhận vào Học viện Múa Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, anh được bổ nhiệm vào đoàn múa Ballet Quảng Châu. Sau đó, anh hoạt động như một vũ công trong đoàn ca múa và ca múa Quảng Châu. Sau đó, anh đã nộp đơn vào Học viện Hí kịch Trung ương. Anh được nhận xét là người có nụ cười giống Trương Quốc Minh và những đường nét trên gương mặt khóc cạnh của anh thật khó quên. Anh có khí chất tao nhã và đôi mắt sâu thẳm đã liên tiếp thể hiện phong cách diễn xuất khác biệt. Phim mà anh đã tham gia, Cuộc Sống Lý Trí, Đặc Cần Tinh Anh, Bên Ngoài Tòa Án. Cùng một số diễn viên khác, Vương Ban vai Vương Khai, Hầu Yên Bác vai Trần Phương, Tống Kim Tài vai Dương Bộ Trường, Dược Tiểu Anh vai Trần E Di, Tề Vĩnh Phong vai Can Thúc, Thường Nhược Hàm vai Sử Đế Văn, Nhạt Nhân vai Kim Định Kiệt, Dư Hân Ức vai Lý Quả, Trình Uy Nho vai Nư Giai Kỳ, Tiết Ái Quyên vai Phó Hiểu Nâm, Hà Văn Văn vai Quách Dương, Hùng Uýnh vai Vương Tiểu Khoa, Thôi Đăng Văn vai Hứa Thiên Hỷ, Nư Tử Giật vai Vương Tử Duệ, Đỗ Yến Bình vai Dương Hộ Sĩ Trường.